tuổi trung niên và 8 điều cần trân quý. Đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Mỗi người đều phải trải qua những khó khăn trắc trở hoặc thất bại. Nếu lưu tâm làm được 8 điều dưới đây, bạn sẽ thấy không phải hối tiếc khi thời gian đi qua. Thứ nhất, nên có bạn tri kỷ. Bất kể là người trong gia đình hay bạn bè, xã hội, có rất nhiều loại người, người tốt, người xấu cùng tồn tại. Nhưng dường như chỉ khi gặp nguy nan, bạn mới nhận được rõ đâu là tri kỷ. Có nhiều người bạn tốt, giống như bản thân có nhiều chiếc áo ấm giữa mùa đông giá lạnh. Tính cách và nhân phẩm quyết định bạn có bao nhiêu người bạn thật sự tốt ở xung quanh. Khi đã bước vào tuổi trung niên, bạn cần biết trân quý điều đó. Nếu ở hiện tại bạn viết tên những người bạn thân thiết ra một tờ giấy, chỉ có một vài người, vậy thì bạn nên đặt tâm vào việc này nhiều hơn một chút. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ phải trở nên rộng mở hơn, tấm lòng thoáng đãng, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Thứ hai, bình tĩnh trước sóng gió nguy nan. Ở tuổi trung niên, không cho phép chúng ta thiếu bình tĩnh trong hành xử giống như con trẻ. Ai cũng đã từng trải qua rất nhiều sự việc trong cuộc sống và đã nhìn thấy quá trình từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc một sự việc. Nếu không rút ra kinh nghiệm và bài học cho bản thân thì có lẽ chúng ta chưa thực sự trưởng thành. Không nên than trách trời đất. Chính bởi vì tính khí thiếu bình tĩnh này mà chúng ta tự khiến mình cảm thấy ngột ngạt. Thứ ba, gieo hạt lương thiện. Nhìn lại xung quanh, bạn sẽ thấy còn rất nhiều hoàn cảnh éo le. Cho dù mình khổ đến đâu thì vẫn có người tội nghiệp hơn mình. Vì thế, hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để họ cảm thấy những ánh mặt trời của lòng tốt. Nên làm những việc thiện nhiều hơn, theo quá trình gieo hạt đó mà ươm trồng những bông hoa đẹp nhất cho nhân loại. Thứ tư, trau dồi sở thích của bản thân. Mỗi người nên chọn cho mình ít nhất một sở thích trong cầm, kỳ, thi họa và bồi dưỡng nó. Chúng sẽ làm cho cuộc sống của bạn thêm phần lãng mạn, khiến tâm hồn thư thái, tăng cường trí nhớ và kích thích trí tưởng tượng. Khi làm thơ, ca hát, đánh đàn hay vẽ tranh, chúng ta sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh mà bản thân không ngờ tới. Còn chụp ảnh, sưu tầm, vân vân, chúng đều là những thứ gia vị cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Thứ năm, hãy để được mất tùy duyên. Nơi thế gian có hai loại khổ. Một là khổ về được và mất. Hai là nỗi khổ về tình. Con người thường cố gắng bằng mọi cách để được sở hữu những thứ mình muốn. Suy cho cùng, nó giống như đang đánh bạc vậy. Thắng thì cảm thấy vui vẻ, còn thua thì cảm thấy buồn khổ. Trong tình yêu, được thì hạnh phúc, mất thì than thân, trách phận. Nơi thế gian khổ nhất là tình, còn duyên thì ở cùng nhau, hết duyên thì mỗi người một ngả. Bước qua tuổi trung niên là chúng ta đã qua tuổi yêu thương mơ mộng mà hiểu rõ bản thân. Nói chung, mỗi người đều đang tự mình bước đi trong kiếp sống làm người. Hãy tùy thuận theo tự nhiên, được mất tùy duyên sẽ thấy nhẹ lòng. Thứ sáu, học cách bằng lòng và chấp nhận. Mỗi lần gặp chuyện khiến bản thân cảm thấy đau lòng chính là một lần rèn luyện sự chịu đựng thống khổ, lặng lẽ chấp nhận cuộc sống không hoàn mỹ như mình tưởng. Mỗi lần trải qua trong tình huống như thế là một lần khiến bản thân trở nên lý trí hơn, can đảm và mạnh mẽ hơn. Để rồi, mỗi khi gặp đau khổ và phiền não, chúng ta vẫn có thể vững vàng vượt qua một mình. Mỗi lần gặp chuyện như vậy, hãy xem nó như một cơ hội hay chính là liều thuốc bổ tăng thêm nghị lực cho bản thân. Thứ bảy, thường nói câu cảm ơn. Khi chúng ta tham dự xong một buổi tang lễ, thường
sẽ có cảm giác bùi ngùi, sâu lắng. Và khi chúng ta mới khỏi bệnh, chúng ta sẽ cảm thấy trân quý tất cả mọi thứ. Tất cả rồi sẽ đi theo cát bụi, mang giữ một tâm thái hàm ơn, biết cảm tạ đối với con người và cuộc sống, sẽ khiến bạn biết yêu thương từng cành cây cọng cỏ. Nó sẽ giúp bạn vượt qua được những áp lực vô hình, hạ bỏ dục vọng và tâm phấn đấu. Vì thế, hãy nên sử dụng hai từ này một cách thường xuyên. Nhiều khi, hạnh phúc cũng được bắt nguồn từ đó. Thứ 8, hưởng thụ niềm vui của sự vận động. Rất nhiều người nói rằng mình béo, mình xấu, vì thế tính chuyện kiêng ăn để giảm cân hoặc đi phẫu thuật. Phần lớn thời gian họ đặt tâm vào những thứ này. Rèn luyện thân thể là cách tốt hơn cả để tận hưởng cuộc sống. Như vậy, trọng lượng cơ thể sẽ không tăng do lười biếng, khuôn mặt cũng không vì tuổi tác mà trở nên già nua. Thực tế, thời gian không phải là điều quan trọng nhất, mà là ở thân thể và tinh thần. Nếu nắm vững và thực hành thường xuyên 8 điều trên đây, thì phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ sống trong niềm vui và hạnh phúc. Hãy sống là chính mình. Đối với ông bà nội của tôi, người ta hoặc là sống trung thực hoặc là không. Ông bà đã cho gắn lên tường phòng khách câu châm ngôn sau đây: cuộc đời như một cánh đồng phủ đầy tuyết mới, mỗi bước chân của ta sẽ lộ ra con đường ta đi. Bằng vào bản năng của mình, họ đã hiểu rằng sống liêm khiết đó là một ý thức đạo đức, và ý thức này không biến đổi theo lợi ích hay hoàn cảnh nào. Sự liêm khiết là một chuẩn mực cá nhân cho phép tự đánh giá cách ứng xử của mình. Tiếc thay, phẩm chất này mỗi ngày mỗi hiếm đi. Thế mà sự liêm khiết lại quan trọng cho mọi tầng lớp xã hội, và chúng ta cần phải tự đòi hỏi cho bản thân mình. Một phương cách tốt để đánh giá sự trung thực của mình là tuân giữ điều mà tôi gọi là tam giác liêm khiết, dựa trên 3 nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, bảo vệ sắc tín của mình bằng mọi giá. Lấy ví dụ về một nữ y tá bắt đầu ngày làm việc đầu tiên giữa nhóm bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện nổi tiếng. Cô chịu trách nhiệm về các dụng cụ và thiết bị trong ca phẫu thuật vùng bụng. Cô nói với bác sĩ chỉ lấy ra 11 miếng bông thấm, trong khi chúng ta đã dùng đến 12 miếng. Chúng ta cần phải tìm ra miếng còn lại. Bác sĩ đáp, tôi đã lấy ra hết rồi, giờ thì chúng ta bắt đầu may lại vết mổ. Bác sĩ không được làm thế. Cô y tá nghiêm giọng, hãy nghĩ đến bệnh nhân. Với nụ cười trên môi, bác sĩ nhón chân lên, chỉ cho cô y tá miếng bông gòn thứ 12. Rồi ông nói với cô, tôi tin rằng cô sẽ trở nên xuất sắc trong nghề này. Khi bạn biết chắc mình có lý, hãy giữ vững lập trường của mình. Luôn nhìn nhận giá trị đúng đắn của người khác. Bạn đừng sợ những người có ý tưởng hay hơn bạn, hoặc những người xem ra thông minh hơn bạn. Đây là nguyên tắc mà David Ogilvy, người sáng lập công ty quảng cáo nổi tiếng Ogilvy, đã nhắc nhở các cán bộ lãnh đạo mới. Ông tặng mỗi người một con búp bê Nga, bên trong có 5 hình nhân nhỏ dần. Trong hình nhân bé nhất, ông đặt một tờ giấy có ghi mấy hàng chữ. Nếu mỗi người trong chúng ta chọn những người cộng sự nhỏ hơn mình, chúng ta sẽ trở nên một công ty của những người lùn. Nhưng nếu chúng ta chọn những người cộng sự lớn hơn mình, thì lúc đấy Ogilvy sẽ trở thành công ty của những người khổng lồ. Và quả thật, Ogilvy đã trở thành một trong những công ty lớn nhất và được kính trọng nhất thế giới. Hai là hãy trung thực với chính mình và chấp nhận nhân cách của mình. Khi người ta thiếu các giá trị chính yếu, người ta có xu hướng dựa vào các yếu tố bên ngoài để tự trấn an. Người ta sẽ hành động vì dáng dấp bề ngoài ấy, chứ không phải vì sự phát triển của phẩm chất cá nhân. Do đó, hãy là chính mình, đừng bao giờ che đậy các mặt yếu trong nhân cách của mình. Hãy nhìn thẳng vào thực tế, và trước các thử thách, hãy hành động như một người trưởng thành.
Thứ ba là sự tự trọng và một lương tâm trong sáng. Đó là các thành tố chủ yếu của sự liêm khiết. Đó cũng chính là phẩm chất thiết yếu nếu như ta muốn cải thiện mối quan hệ với người khác. Một cuộc sống có nguyên tắc, không hạ mình trước cám dỗ của thứ đạo đức dễ dãi, sẽ luôn giành phần thắng. Cuộc sống đó sẽ dẫn đường cho chúng ta, không cần phải xem xét lại xem ta có đang đi đúng hướng hay không.